giám khảo, các thầy cô giáo và các bạn mời chào trân trọng nhất. Dù đi đâu, bất cứ ai cũng không thể quên quê hương mưa gió của mình. Ở nơi đó, đâu có người mẹ thương yêu mà mong chờ chúng ta. Quê hương mấy người chỉ một đi làm một mẹ thôi. Tiếp mục với buồn mẹ tôi, do bạn Toàn Phương trình bày đến đây xin được phép bắt đầu. Thank you.
cội, đó là hai tiếng thiêng liêng và thẳm sâu trong trái tim của 86 triệu người dân nước Việt. Hôm nay sẽ được thể hiện trong ca khúc Dòng Máu Là Hồng do Túc Ca Nam lớp 11A2 thể hiện. Hôm nay đầu tư được anh nhỉ? Yeah.
Okay.